Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chém gió một chút về phiên bản OOB 20 nhỉ. Hiện tại thì mình đang chơi trên server thử nghiệm nha anh em. Ok, thì chúng ta có một cái đảo chờ mới và mang phong cách kiểu giống ngày tận thế anh em. Và rất là phù hợp với thời điểm hiện tại là đang mùa dịch virus corona phải không nào? Ok, đến với video này ngày hôm nay thì có một vài cái code kẹo sẽ tặng cho anh em luôn. Thì đây mọi người ơi, đây chính là code hộp súng ma cà rồng. Tức là một cái code này thì 50 người đầu tiên nhanh nhất sẽ nhận được nha. Vậy anh em, thì các bạn có thể là tạm dừng video lại để anh em nhập code nha. Ok ok, một code 50 người, anh em nhanh tay nhé. Và kẹo xin chúc anh em đó là nhận được skin súng ma cà rồng vĩnh viễn. Không biết là hôm qua thì anh em chơi Valentine có vui vẻ không nhỉ? Rồi nha mọi người. Và đây mọi người, hôm nay thì chúng ta chơi game trên đảo sa mạc hay còn gọi là Kalahari. Ok, thì các bạn hỏi mình là anh Sĩ Kẹo ơi, OB20 thì bao giờ cập nhật? Đáng lẽ ra thì ngày hôm qua 14 tháng 2 là Free Fire đã được cập nhật. Nhưng mà anh em ơi, mình nhớ không nhầm thì văn phòng phát triển game Free Fire nó đặt tại Trung Quốc, thế nên là cũng bị ảnh hưởng bởi cái mùa dịch Corona này. Xin chào mọi người, thì cái lịch cập nhật phiên bản OB20 nó sẽ được hoãn lại và đến ngày 25 tháng 2 thì mình có nghe được một cái nguồn tin rất là uy tín, đó là Free Fire News. OB20 thì sẽ có rất là nhiều những cái thứ thú vị và anh em sẽ có full bản đồ sa mạc Kalahari này. Ok, nhân vật siêu ngầu sẽ là hai nhân vật mới, đó là hiện tại thì một con nhân vật mình đang chơi đây thì nó là Stefia. Ngoài ra thì sẽ có một cái trợ thủ mới vô cùng là đáng yêu nha anh em. Anh em thấy chưa nhỉ? Thì con này trông nó lạ vãi ra anh em ơi. Nhìn giống chó thế nào mà tai nó lại vỉnh lên thế kia. Ok, thôi thì mình tạm gọi nó là Caramel, như một cái bạn đã ghi ở đây. Tình cờ là hôm nay mình qua cái trang của Garena Free Fire Thái Lan. Ok, thì có thấy được là click cái thông tin trợ thủ mới thú cưng Caramel, kỹ năng là ở khắp mọi nơi cùng lúc khiến kẻ thù bối rối. Tức là giống như kiểu là nó phân thân đó anh em. Tức là sẽ có giống kiểu như là một đàn chó nó chạy theo anh em vậy, nên là địch nó sẽ khá là xoắn quẩy. Thôi, chưa các bạn xíu. Thì đây, anh em đã thấy chưa ạ? Thì đây nó mới chính là con pet trong OB20 của chúng ta. Nó là con pet Pouring. Nó giống như kiểu là một cái quả cầu nước mềm mềm rất là đáng yêu. Mình không biết là nó sẽ có màu gì trong phiên bản OB20 nữa. Bởi vì là đây là mình nghe được cái thông tin này cũng ở Free Fire News luôn anh em. Thì con pet này nó sẽ có cái tính năng, đó là nó sẽ hỗ trợ cho anh em sửa giáp khi mà cái con Pouring này đạt đến cấp cuối cùng. Tức là nó giống như kiểu là cái tính năng tự sửa giáp của cái con nhân vật nào đấy trong game Free Fire. Nói chung là mình cũng không xài cái con nhân vật đấy nhiều ấy, thế nên là cũng không nhớ tên. Thôi thì anh em có thể là vào trong game và xem cái danh sách nhân vật nha. Ok, thì đối với cái bản đồ đảo sa mạc này của chúng ta thì nó sẽ mở rộng full luôn. Tức là anh em thấy không, OB19 ấy thì các bạn chỉ được chơi ở một cái bản đồ nó khá là nhỏ. Còn đây, đây sẽ là bản đồ full nha. Lên bảng. Và cực kỳ là đơn giản đúng không nào mọi người ơi. Một cái điều nữa mà tôi phải khẳng định với anh em luôn, đó là ngày 25 tháng 2 này sẽ là cập nhật phiên bản ở OB20. Đơn giản thì các bạn thấy không, khi mà các bạn để ý là mỗi cái mùa cập nhật phiên bản ở OB20 thì sau khi mà hết cái vòng quay vàng đó thì sẽ có cái sự ra mắt của phiên bản mới nha. Ok, đây là một điều mà kẹo chắc chắn luôn. Bởi vì là từ những cái phiên bản từ trước đến giờ thì game Free Fire nó đều như vậy mà. Hôm nay thì chúng ta sẽ tạm chém gió về phiên bản ở OB20 sẽ có cập nhật thế nào. Thì tầm đó thôi anh em nhờ. Và nếu như mà các bạn thấy những cái thông tin này bổ ích thì các bạn đừng quên đó là nhấn like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Tầm này thì mình có một cái ý định, đó là sẽ khám phá một khu vực ở trong cái bản đồ đảo sa mạc này. Bản đồ đảo sa mạc thì đánh giá qua một xíu đi. Nó là một cái bản đồ mà mình thấy là nó khá là rộng. Hầu như là nó còn rộng hơn cả đảo Thiên Đường và nó rất là nhiều những cái công trình mới. Thật sự là chơi game trên cái hòn đảo này phê. Và để được đưa vào đấu danh thì có lẽ là mất thời gian hơi lâu anh em. Ok, giống như kiểu là khi mà anh em thấy không,
Tức là đảo Thiên Đường chúng ta nó sẽ phải chơi đấu thường một cái quãng thời gian, hình như là một mùa anh em ơi. Một mùa tầm khoảng là hơn tháng gì đấy. Thì các bạn sẽ được cập nhật thêm vào đấu danh. Ui, ui vãi. Lái xe ngáo quá đấy. Nào, chạy đâu Hải ơi. Ui. Và lý do là kẹo đang chơi trên xe vừa thử nghiệm, thế nên là có thể hơi lỗi anh em ơi. Tôm thằng này mà nó không chết này. Đó. Thêm một điều nữa ở xe vừa thử nghiệm đó là ping nó cao lắm anh em. Ok ok. Chuẩn bị lên xe nào mọi người. Let's go. Thì mình thấy là đồ họa đã được cải thiện nâng cao rất là nhiều luôn. Và chơi game trên đảo sa mạc này thì mình không có gì để chê cả. Ok. Đây. Hôm nay thì đến khám phá cái khu vực ở đây. Ui. Lái xe ngáo quá anh em, chờ kẹo tí đây. Tôi sẽ lượn lờ qua mấy cái khu này rồi nhá. Tiến thẳng phía trước luôn anh em. Và anh em thấy không, OP20 thì đảo sa mạc rất là nhiều những cái cây cối luôn anh em. Đây. À nhầm. Đây nó là cái khu vực mê cung. Ok, hôm nay chúng ta sẽ khám phá mê cung trước. Mình lại nhầm cơ. Đền cổ thì nó nằm cũng gần đấy thôi. Về cái mê cung này thì anh em thấy không, nó chỉ là một cái tàn tích thôi. Tức là các bạn thấy là đây, hầu như là những bức tường thì nó kiểu nó không được hoàn thiện lắm ấy. Nó không phải là một cái mê cung hoàn thiện, mà nó giống như kiểu là một cái thị trấn cổ vậy. Tức là mê cung này ngày trước thì nó sẽ có những cái lối kín, còn bây giờ thì anh em có thể là tự do di chuyển. Ui, sẽ thế nào nếu như mà anh em tưởng tượng là cái mê cung này anh em nó sẽ bắt anh em tìm đường ra khi mà anh em chạy vào nhở. Đó, thì nó sẽ rất là hay luôn đúng không nào. Rồi nha mọi người, đây. Đây chính là khu vực mê cung của chúng ta đây. Anh em thấy chưa? Về phần địa hình của đảo sa mạc trên OB20 thì nó khá là phong phú. À mà quên nhở, hôm nay thì chưa giới thiệu cái tính năng của con nhân vật mới cho anh em luôn. Đây là nhân vật Stephia, một nhân vật nữ thì nó sẽ có khả năng gì anh em biết không? Nó sẽ có khả năng đó là đánh dấu một cái vùng tròn. Và khi mà con nhân vật Stephia này đứng trong vùng tròn đó thì nó sẽ giảm sát thương từ bom này, từ những cái vũ khí nổ cũng như là từ súng của kẻ địch nữa, phải nói là rất là ngon luôn. Và đặc biệt rằng là Stephia này trông xinh gái phết anh em nhở. Đây, mình đang tính nhảy lên cái tường để thử nhảy lên cây dừa xem mà hơi khó. Đấy, kiểu như là nó toàn bị hụt thôi anh em ơi. Sẽ thử xem thế nào, tôi thử nhảy lên cây dừa thôi mà. Đây ok. Đó. Rồi nha, mình tính là sẽ nhảy lên bức tường này. Đó, và chuẩn bị là nhảy qua cây dừa. Lên trên tí đi, thấy hơi khó rồi. Anh em ơi, công nhận thế không nhở? Trông kiểu này nó khó phết chứ đừng đùa đây đây. Ok, đã nhảy cao hơn được một tí đây. Nào. Ui, khó lắm anh em ơi. Lại. Đôi khi là mình hay chơi funny trong trận đấu như vậy. Nào, còn máu cái đã. Không là nhảy xuống lại chết vì mất máu thì đúng là ngu người. Thôi rồi ôi. Lại lỗi. Rồi nha mọi người. Đã đi máu, tiếp tục lên trên thôi. Mình sẽ thử lại phát nữa xem như nào. Để cố nhảy lên cây dừa cái. Ui, lại hụt. Thôi thôi anh em ơi, quần máu này. Rồi nha anh em. Tầm này thì không chơi dại nữa. Bởi vì là bo nó cũng sắp thu lại rồi. Lấy xe và chạy qua khu khác săn mạ thôi. Bản đồ đảo sa mạc này mình đang chơi trên server test nó khá là ít người, nên là tầm này thì bo to mà chỉ còn lại có 3 người chơi thôi. Thế nên là chắc là cũng kệ đi. Chúng ta lên xe và đi săn mạ thôi nào. Let's go. Nào, thế này có người không vậy? Chạy qua luôn chứ sao phải ngại nhỉ. Ủa đây đây. Lái xe ngáo quá công ạ. Cơ bản là kẹo chưa có bằng lái xe ô tô. Lái xe ngáo cực kỳ luôn. Rồi nha. Giáp chống nổ quá ngon. À mà mọi người ơi, tức là bạn nào mà chưa like video thì các bạn nhấn nút like video nha. Cũng như là anh em giúp kẹo chia sẻ video nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý kẹo thì like video giúp kẹo nha. Cảm ơn anh em. Rồi nha mọi người. Ai, kiếm người cũng mệt ghê. Bo to thế này mà anh em. Chắc là tí nữa bo nhỏ hơn thì các bạn sẽ kiếm người nó dễ hơn. Chứ như này thì chết dở. À mà mọi người, mình chạy xe qua cái khu vực này mình thấy là cứ năn ná giống đảo dừa ngày trước nhở. Đó.
đường xá rất là ngon lành luôn, các bạn chạy xe như một Jason Bourne ngoài đường, cực kỳ là ngon. Hai thằng cuối thôi mà. Nói chung thì hôm nay vào chủ yếu là test map với lại chém gió với anh em về phiên bản OB20 thôi. Chứ còn là việc kiếm kill với lại lấy top thì nó không quan trọng lắm, đơn giản là có mấy người chơi thôi mà. Đây anh em, thì đảo sa mạc được bổ sung rất là nhiều những cái cáp treo như này. Đó, tha hồ đu dây lên trên luôn. Một khu vực khá là xịn sò ở trong đảo sa mạc, khu lọc dầu. Đối với khu lọc dầu này thì anh em thấy không, tức là nó rất là có nhiều những cái cột chống to như này để nó đỡ một cái giàn ở bên trên ấy. Và giàn bên trên thì nó chứa những cái thiết bị lọc dầu thôi. Ok, let's go. Hai thằng nữa. Thôi kệ, chém gió anh em mới tham quan tí thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng du lịch trên đảo sa mạc nhở. Ok. Ten, không có ai đâu. Kiếm người mà hơi khó. Bên này có một cái tham này. Ok, lờ qua đây nha. Thính các kiểu này. Mình chạy cho anh em tham quan cái khu vực khu lọc dầu thôi. Rất nhiều cáp treo luôn anh em, đu lên đu xuống thoải mái. Không bao giờ phải lo thiếu cáp treo. Các bạn thấy không ạ? Ngồi đây anh em quan sát hầu như là toàn bộ khu vực trong cái đảo sa mạc luôn. Đó, rất là nhiều những cái núi cao. Các bạn thì đây nó là cái đảo sa mạc, thế nên là màu sắc đất nó cũng kiểu nâu nâu á, đỏ đỏ nâu nâu á. Tức là đỏ đất anh em ơi, người ta hay gọi là đất ba gian hay sao nhở, tôi không nhớ nữa. Đất đỏ Ferrari hay sao ấy. Mình lại bảo đất ba gian thì ôi vãi lúa. Ngày trước thì cũng đi thi học sinh giỏi địa lý anh em, đừng đùa, được hẳn giải khuyến khích luôn. Nhưng mà đấy lâu lắm rồi, tôi cái hồi tôi mà học lớp 7 cơ. Bây giờ thì 21 tuổi rồi. Nào, ta nào trốn ở đây vậy? Qua đây em ơi. Ủa ơi, thế trốn đâu, qua đây hộ cái đi. Ông ơi, mình vừa thấy thằng bé chạy qua đây cái đã thấy mất tích rồi. Vãi cả hàng, đùa nhau ghê gớm. Chẳng hiểu sao nhở, ăn gì chạy nhanh thế? Hay là lại lắp tên lửa vào đít à? Ủa ơi, vãi nhở. Anh em thấy không, mới đây mà thằng bé nó chạy mất dép rồi. À đây à, mày trốn à? À đủ, mày trốn với tao à? Lên bảng, thế cho nó nhanh. Rồi nha anh em ơi, đây sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng. Anh em ơi, hóng nào. Làm tốt một nhẹ nhẹ cái phiên bản OB20 đi. Nào, thằng cuối đâu? Có một súng của kẹo thì đang khá là ngon rồi. Có một tủ đấy anh em. AK với lại MP40 nhá. Nào, loài thử cái đầu lên. Scope 1X đã sẵn sàng, kiểu này thằng bé dễ vỡ đầu lắm. Rồi nha mọi người. Đây, đã cuốn đầy máu rồi nhá. À đủ, làm gì thế hả? Yes, ngon lành. Bo da luôn. Và anh em ơi, tầm này thì bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Tạm biệt mọi người.